Thi xin chào cả nhà, xin chào ông bà cô chú đã trở lại với kênh của Mỹ Thi Cuộc Sống Pháp. Mở đầu video, thì Thi và anh Ship sẽ cùng nhau học tiếng Việt nghe cả nhà. Cả nhà xem coi anh Ship đọc tiếng Việt coi tạm hay không nha, coi có tiến bộ hay không. Nè, anh Ship thì tập đọc tiếng Việt thôi, mà như những cái từ đó thì anh cũng chưa có được hiểu lắm, chỉ hiểu một số từ thôi. Yeah. What? No, c'est bon. Dire quoi? Bánh mì. Hả? Bánh mì. Oh, bánh mì. Non, mais écoute. Quoi? Oui, et c'est même bánh mì, mais ouais, là, c'est bánh sandwich. Bánh sandwich. Ça, c'est... Non, c'est... Oh, mais moi, toujours, je dis cơm, bát cơm tẻ. Là bác mời tôi vô đi cơm. C'est tout. Le riz, je dis cơm. C'est trop compliqué. Oui, parce que ça ne dit pas au Vietnam oui, là, oui. Lasagne. Oh. Hey, tu connais ça? Bédane. Oui, au Vietnam, bédane aussi. Oui. Okay. C'est pareil. Ça, on a acheté. Sa vatte. Sa vatte. Non. Cravate, voilà. Cravate. Oui, parce que vous n'arrivez pas à dire les F. Ça c'est caï. C'est quoi? Caï. Oui, caï. Caï, l'arbre. Co, c'est l'herbe. Co. Cỏ. Cỏ. Avec accent en O. Cỏ. Cỏ. Quoi? Ho. Elles sont comme ho. Oh là là, c'est tous presque les mêmes. Ho. Hoa. Hoa. Comme ça. Hoa. Hoa. Oui. Comme un bébé qui pleure. Non, non, mais ça c'est facile. Hein. C'est comme có. Có, 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 có. C'est C-O, mais juste changer les accents. Pantai. Bah c'est qu'il a le français. Oui, c'est ma faute. Ils sont cons dans ce bouc dans ce livre. Mais tu peux cacher, hein. Bah oui, mais c'est trop tard maintenant, j'ai vu. Tout à mon nom, j'ai vu. Ouais, c'est mal fait. Attends, je parle vite. Mais... Cái cuốn này là Thi mua ở trên Amazon đó cả nhà. Attends. Để học tiếng Việt nè. Mà như nó không có... Thi thấy nó không có được hay cho lắm. Toàn là học từ vựng không à. Mà từ vựng nó hơi bị khó. Hả? Si, j'ai payé 7 euros, je pense. Bù cái. Bù cái, ú. C'est quoi, bù cái? Ú. Nè, c'est quoi? Si je dis bien, je pense. À, ici. Oui. Bò cái. Bò. La vache. Bò. Tu dis bò, c'est-à-dire đi le taureau ou la vache, c'est la... C'est... ông đi bò. Mais cái... Cái, c'est-à-dire c'est fille... Femina. Pareil, ça mieux. Il s'appelle... Comme mèo. Mèo. Mais... Mèo. C'est chat. Mais c'est fille. Femina, ông đi mèo. Cái... Ngựa, cái, cù, cái, gà, oui. Dê, cái, toujours, c'est... Cái, c'est la fille. Cái, c'est à dire fille, féminin. Et c'est quoi, con? Quoi, con? Pour le chien et le chat. Con, tout, con, t'as vu, con. Au Vietnam, on dit con, c'est-à-dire animal. Mais pourquoi pas lui alors? Hein? On peut dire con, bò, cái, parce que c'est trois mots, peut-être ouais. C'est long, il a okay. Enlevé. Mais... Et là, tu peux dire con, chim, da, bon. Oui, c'est ça. Tu peux ajouter con. Mm-hmm. Oui, con, c'est-à-dire on utilise le mot con pour les animaux. Amazon.com. Com avec M. Ah oui, pas com. C'est des con avec ah oui, N. Toi.
Hôm nay là cô ba đòi mẹ học đàn kalimba đó cả nhà, và học cái bản nhạc là Petites Cagoules, và tiếng Việt có nghĩa là chú ốc nhỏ. Và Thi đang ở trên mạng để Thi tải cái bản nhạc về để học đánh đàn kalimba. Ông bà cô chú xem coi cô ba có đàn được không hay nha. Đàn chập chững thôi ông bà cô chú ơi. Cái này coi cái gì, a deux trois a petite you
Quả em đi đâu vậy? Đi đâu? Đi đâu? Nói tiếng Việt. Đi đâu? Con đi đâu? Đi chơi. Đó, quả em đi chơi đó mà cô chú. Con đi chơi trước đó. Đúng rồi, con ở ngoài đó rồi mẹ đang dọn dẹp nhà cửa. Anh hai đang coi video của mẹ đó bà cô chú. Thank you.
Thi xin tạm dừng video tại đây. Thì cảm ơn cả nhà, cảm ơn ông bà cô chú đã theo dõi video của Thi.